Xin chào tất cả các anh em và chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Thánh Chọc. Ở Chép 193, điểm nhấn được đánh dấu bởi màn comeback khá ngầu lòi của thằng anh Garo của tôi. Bên cạnh đó là những chi tiết đáng chú ý khác. Và không để mất nhiều thời gian hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với video bình luận bựa về Chapter 193 với tựa đề Backup. Cảnh mở đầu là màn thông não chi thuật của ông già Bom dành cho Fuuki khi thấy sự ương bướng của cô nàng. Lão Bom nhận xét rằng chị em Tát và Fuuki rất giống nhau và để chứng minh cho câu nói của mình, Bom đã chỉ tay lên ngực. Lúc đó tôi đã tưởng tên đầy đủ của ông là Bom Tokuda, con cháu đời thứ 69 của cụ Shige Tokuda. Bởi tôi đã nghĩ thứ ông nhắc đến là một tâm hồn đẹp, nhưng ngẫm lại sâu xa hơn thì đúng tâm hồn đẹp là thứ ông đang nhắc đến. Và quả thật nàng Fuuki rất hiểu ý ông. Cô nàng liền nhìn xuống quả tâm hồn vừa to vừa tròn ngang với quả tâm hồn mà tôi vẫn nắm móc hàng ngày của người yêu tôi. Chiều tí đang ế bỏ mẹ ra. Trở lại với cuộc chiến, nhịp độ đang đạt đến độ cao trào. Tinh trùng đen đã cho thấy thảm họa Dragon có sức tàn phá khủng khỡ nào. Nhiều anh hùng cùng phải chiến đấu để chống lại hắn khi mà kỹ năng phân tách hắn quá khó chịu, liên tục thả tiêu cho combat. Và với năng lực phân tách của mình, tinh trùng đen xứng đáng trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu ông hoàng vòng phim hành động hai người đóng xứ sở JAV hiện đang rất khát những con chim biết hót. Chỉ với năng lực đó thôi mà có thể cầm chân được những samurai nguyên tử Iaian, Bang, Tatsumaki, Genus, Đen Bóng, Hội Kiếm Thánh, VMF Mùa Xuân. Vậy theo bản gốc khi hợp thể hắn còn đáng sợ đến mức nào? Và đỉnh điểm là cơn sóng thần trung tình đủ sức nhấn chìm mọi thứ mà nó quét qua. Chỉ riêng việc dọn vệ sinh thành phố mà cơn sóng thần này tràn qua đã rất khó khăn rồi, bởi các nhân viên dọn vệ sinh môi trường có thể ngộp thở bởi mùi lạ đồng nặc tỏa ra từ thành phố. Tôi xin phép được gọi chiêu này với cái tên bẩn bựa là Bukake Tsunami. Thực ra thì trùng đen chỉ mạnh ở số lượng chứ hoàn toàn không có chất lượng sức mạnh ở từng cá thể. Bởi bầy đàn tinh trùng khá vô hại với các anh hùng, nhất là với Đen Bóng. Triết lý tao yếu nhưng em tao cũng phế như tao của tinh trùng đen tự nhiên là chỉ làm nền cho anh đen mà thôi. Được mùa không bằng được dịp, anh đen nở ra nụ cười tự mãn trông thiểu năng vãi. Đến đây tôi lại thèm được nhìn thấy bộ mặt lúc anh mếu vì bị Garo củ hành. Ít ra còn dễ nhìn hơn. Nhận thấy chiến thuật rồi bâu kiến mậu không hiệu quả, một tế bào tinh trùng đã yêu sự trợ giúp từ vua không nhà. Tuy nhiên ngoài đời có lươn thanh độ thì trong One Punch Man có hai con lươn, một con lươn biết bắn tinh và một con lươn ngồi nói đạo lý giang hồ. Và để combat thêm vui thì vua không nhà quyết định đeo làm gì hết. Việc chúng đứng chung một chiến tuyến chỉ đơn giản, chúng có chung kẻ thù là Hiệp hội Anh hùng. Và khi Hiệp hội Anh hùng bị đánh bại thì chắc chắn Hiệp hội Quái vật vẫn sẽ tan rã và các thành viên sẽ quay ra cắn nhau không thương tiếc. Trong chapter này thêm một lần nữa Thánh Murata úp mở về hình ảnh ẩn đụ của mặt trăng mỗi khi có hình bóng của God. Trước đó rất nhiều lần, mỗi khi có sự xuất hiện của God, hình ảnh mặt trăng lại hiện ra rất chi tiết với các khung tranh, phải chăng có mối liên hệ nào đó ở đây. Cuộc chiến có thêm sự tham gia của hội thanh kiếm bao gồm Fujitora nhưng bơi cực giỏi cùng đồ đệ có một ria mép mùa xuân với quả ria thực ra là lung há ngắn lên. Kiếm sư Zanbai vừa tốt nghiệp đại học Thiếu Lâm và kiếm sư Amare vừa mua kiếm vừa nói tiếng chó. Qua đây chúng ta đã được chứng kiến phần nào sức mạnh của hội kiếm thánh. Với việc thành viên của hội thanh kiếm thánh là Harakiri bị quái vật hóa khiến cho các thành viên của hội không thể ngồi yên, họ đã quyết định sát cánh cùng hiệp hội anh hùng để giải quyết hiệp hội quái vật. Hổ tím Michirin cho thấy trình độ kiếm thuật thượng thừa của ông. Với đôi mắt tinh tường của một người mù, ông đã cho thấy trước khi là một kiếm sĩ với những kỹ năng thượng thừa thì ông là một đầu bếp đại tài, đã tốt nghiệp tại học viện Totsuki. Những lát cắt tinh trùng của ông như là đang cắt gọt những củ khoai tây thành những lát mỏng vừa miếng mà vẫn không bị đứt đời. Mất công vãi lên rồi. Chỉ bằng một đường kiếm nhẹ nhàng, ông đã xẻ đôi của một mảng đất cực lớn, tạo ra một vực sâu khiến cho đám tế bào tinh trùng đen bị rơi xuống vực, tạo điều kiện cho đệ tử của ông là anh hùng viêm mép mùa xuân tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình là liên hoàn tomboy với những cú đâm kiếm đúc cán thẳng vào đám tinh trùng. Cũng qua lời Michirin giải thích thì lý do viêm mép mùa xuân chỉ yên vị tại vị trí hạng thấp của danh A là bởi ông không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh kiếm thuật của mình khi ở những nơi chật hẹp. Thực tế thì tính kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên, khi đó viêm mép mùa xuân đứng hạng 33 trong danh A thì nay ông đã thăng lên 5 hạng là hạng 28 chứ không hề yên vị với vị trí của mình. Khá đen cho viêm mép mùa xuân, trong cả hai lần xuất hiện ông đều bị đánh bại khá phũ phàng bởi combo Infinity và Garo. Địa điểm của hai lần đó đều là những nơi chật hẹp và có nhiều chướng ngại vật khiến ông không thể tung ra tuyệt chiêu liên hoàn tomboy. Ngay sau đó chuyện chuyển sang cảnh khu vực support. Janos đã mang được tăng Topmaster đến để cho Fuuki chăm sóc cùng với sự trợ giúp của Bom. Fuuki đã chữa lành phần nào thương thế của tăng Topmaster. Chúc anh mau lành ăn hành dài lâu. Và chi tiết đáng chú ý nhất chapter này là màn comeback của gà. Cá nhân tôi đánh giá rất cao tạo hình mới của gà. Đây là tạo hình rất đẹp, góc cạnh và bám sát với bản gốc. Có một vài ý kiến khi chê tạo hình của gà vì khác xa phiên bản khi đánh nhau với Saitama ở bản gốc. Nhưng các bạn nên nhớ rằng khi đánh với Saitama, gà vẫn tiếp tục tiến hóa thêm một vài lần nữa mới đến dạng hoàn hảo. Thêm một chi tiết nữa mình đánh giá cực cao về tạo hình của Murata đó chính là có 4 kẽ hở trên lưng gà. Đó cũng chính là nơi sau này sẽ mọc ra đôi cánh cho dạng quỷ hoàn hảo.
Ngay khi vừa xuất hiện, trước mặt anh là thử thách đầu tiên, Bom và Fubuki. Dĩ nhiên đây là một kèo đấu rất lệch và phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Garo, bởi lẽ Bom cùng với Fubuki đã mất một phần lớn sức lực nhằm chữa lành cho tăng Top Master. Nhưng chính điều này lại khiến cho cốt truyện trở nên logic hơn nhiều so với bản gốc, khi mà trong bản gốc Bom bị đánh bại bởi tinh trùng đen một cách khá là vô lý. Còn bản thân tôi, nếu đặt vào vị trí của Gà thì tôi sẽ chẳng tại gì mà đi bem nhau với Bom và Fubuki. Vì nếu thắng thì đám tang cư mận lại bảo là cái thằng hèn, thanh niên trai tráng đi hiếp đáp người già và phái yếu. Nếu lỡ không may đúng hôm xấu trời bị ngộ độc thịt quái vật đánh thua thì đám fan Boros lại bảo thua cả lão già sắp xuống lỗ với đứa con gái chân yếu tay mềm, cái thằng yếu sinh lý. Thôi thì chuyển sang đập thằng đen bóng tập 2 cho nó hết sáng bóng. Ngay sau đó Bom nhanh chóng ới bang đến với ý định gang bang Garo tiếp. Bởi Garo là đệ tử của bang, nếu Garo đã mất đi nhân tính vốn có thì chắc chắn người được quyền thanh lý môn hộ phải thuộc về bang. Samurai Nguyên Tử cũng cho thấy được mặt tích cực của mình. Trước đây khi họp với hội thánh kiếm, ông đã muốn chính mình là người phải giết được Garo chứ không hề tin bang, vì ông cho rằng bang sẽ để tình thương với đệ tử lấn át mà không thể xuống tay với học trò. Nhưng nay ông đã nhận ra sẽ không có chuyện bang nương tay, nên ông đã mở đường cho bang đi dạy dỗ tên học trò lầm đường lạc lối. Samurai Nguyên Tử cũng là người thầy của ba học trò nên ông rất hiểu tâm tình của bang là như thế nào. Ông đặc biệt rất quan tâm đến đại đệ tử Iayan. Trong trận đánh với Megazan, Iayan đã bị cụt một tay và ông đã đưa ra lời động viên kịp thời cho cậu học trò. Suốt trận đánh với hiệp hội quái vật, ông luôn đưa ra những lời chỉ dẫn cho đệ tử. Có thể với người khác ông là kẻ kiêu căng hậm hĩnh, nhưng với học trò ông không chỉ là một người thầy mà còn như một người cha vậy. Ông hiểu ông yêu quý đệ tử như thế nào thì bang cũng như vậy, vì lẽ đó mà ông đã từng nghĩ rằng bang không thể xuống tay với Garo. Một số sạn mà tôi lượm đặt được trong chapter này. Trong chapter 192, Iaya đã bị gãy kiếm theo đúng nghĩa đen, nhưng không hiểu sao sang chép 193 lại lòi đâu ra một thanh kiếm cho anh sử dụng, trong khi nhìn vào trang bị anh chỉ có mang một thanh kiếm duy nhất mà thôi. GMF mùa xuân trong khung tranh này phải băng đầu, nhưng trong khung tranh khác thì quý ông này lại hoàn toàn lành lặn. Việc GMF mùa xuân phải quấn băng quanh đầu không phải do nhà ông có tang, mà do anh hùng này bị Garo one hit ở chapter 73. Còn một dấu hỏi khác được đặt ra là Psychos đã thoát ra khỏi thân xác của Orochi từ ngày 13 tháng 1, từ đó đến giờ đã 4 tháng rưỡi và tôi đã dần cảm thấy thèm mùi bưởi năm roi lắm rồi. Ngoài ra còn một vài ý kiến thắc mắc là tại sao chọc lại lên mặt đất chậm thế, thì tôi xin trả lời là sức mạnh của Blast giúp tạo ra một cánh cổng không gian kết nối hai địa điểm với nhau thông qua hố đen, và thời gian tại đó là thời gian giãn nở, điều đó khiến cho thời gian trong hố đen trôi qua chậm hơn rất nhiều so với thời gian thực tế. Vì thế ở bản Murata, việc Blast và Saitama xuất hiện chậm được tác giả thể hiện như vậy là rất logic. Dự đoán cho những chapter tiếp theo, mở đầu sẽ là màn đối đầu của Bom và Fuki với Garo, trận chiến sẽ nhanh chóng ngã ngũ với phần thắng thuộc về Garo. Ngay khi Garo định làm thịt cả hai người thì Chầy Sắt đã kịp bay đến để chiến đấu. Đây cũng là cơ hội để anh gỡ lại danh dự sau trận thua lần trước, nhưng tôi e rằng thời điểm này anh xuất hiện để khiêu chiến Garo thì anh chỉ còn cái nịt mang về mà thôi. Có lẽ Kinh bị tụt lại dọc đường và xuất hiện ở chiến trường sau khi tinh trùng đen hợp thể, chứ cả nghìn tỷ con tinh trùng cùng té ra quần thì cả thành phố được ngập lụt là cái chắc. Trong khi đó bang sẽ bị quốc trưởng xấu xí chặn đường và tìm cách trả thù. Dĩ nhiên với khả năng của mình thì bang sẽ không thể thua được tên mặt lợn này, nhưng cũng sẽ mất một khoảng thời gian để ông có thể đánh bại được hắn. Trên đây là những phân tích của mình về chapter 193 và đưa ra những nhận định cho các chapter tiếp theo. Nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy ấn like, share và subscribe để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo ngày càng chất lượng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.